Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ cập nhật lại một dự án là hướng dẫn nhận 250 token BHC nha các bạn. Vào ngày 6 tháng 8 mình có gửi đến các bạn một cái video này các bạn. Nay token này đã cho mình rút và đã list lên một cái sàn B2B nha các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào một cái sàn vào trong web BCAT các bạn. Đây thì yêu cầu các bạn phải KYC level 2 nha các bạn. Bạn nào KYC chưa thành công thì vào KYC lại đi các bạn. Đây thì các bạn nhấp chỉ gì, nhấp vào một withdraw nè các bạn. Rồi các bạn sẽ dòng đầu thì các bạn bắt bên lấy địa chỉ với BHC bên sàn B2B nha các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn dòng đầu thì các bạn điền số tiền của mình vào số dư của mình chỗ này nè các bạn. Nó cho rút hết, nó không có phá token nào cho các bạn. Mình đã nhận được 1250 token BHC nhưng mà giá khá là thấp nha các bạn, vì token mới lít sàn mà. Còn tất cả các bạn nào không muốn rút thì cứ giữ đó đi các bạn. Và mình cũng khuyên các bạn nên giữ đó đi. Token này nó sẽ hứa hẹn là 0.1 token cho 1 đô các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bắt địa chỉ ETH wallet hoặc là địa chỉ BHC trên sàn B2B mượn nữa. Rồi đây mình đăng nhập vào sàn B2B nha các bạn. Các bạn chờ mình xíu các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào cái một sàn B2B, các bạn nhấp vào một nạp tiền, các bạn lấy cái địa chỉ BHC nha các bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn lấy địa chỉ BHC xong, các bạn qua bên cái sàn BCAT các bạn rút nha các bạn. Rồi các bạn nhấp qua giao dịch nè. Nó đã cho chạy qua cặp ETH và BTC. BHC qua ETH mà, nhưng mà giá khá là thấp. Mới các bạn nhấp vào một giao dịch nè. Vì video này mình làm là chủ yếu thông báo cho tất cả các bạn, mình chưa có bán đâu các bạn ơi. Rồi các bạn nhấp vào giao dịch, nó ra một cái giao diện thế này các bạn bấm vào một qua ETH mà các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn sẽ thấy là BHC nè, các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn. Sau khi các bạn nhấp vào ETH chỗ này nè các bạn sẽ gặp, bạn lướt xuống sẽ gặp là BHC chạy qua ETH, các bạn nhấp vào nha các bạn. Sau khi nhấp vào thì trên thị trường có lệnh mua và lệnh bán nè các bạn. Nhưng token này nó mới vừa lít sàn vào ngày thứ 6 nha các bạn, nên lượng lệnh mua rất là thấp luôn. Phan đem coi giá nha các bạn, để nhấp vào lợi. BCH các bạn ơi, mình nói lộn nha các bạn. Đây thì mình lướt xuống nó có lệnh mua nè các bạn. Lệnh mua giá của BHC là cao nhất là 1580 BHC bằng 0.003 ETH nè các bạn. Có người mua giá cũng giá hiện tại của nó khá là thấp luôn các bạn. Đây thì những lệnh mua nè, bạn nào muốn bán thì các bạn rút về đây bán nha các bạn. Rồi một xanh thì mua, một đỏ thì bán các bạn. Sau khi các bạn bán xong thì các bạn dạo một rút tiền các bạn withdraw các bạn. Vì video này mình chủ yếu là mình cập nhật thông tin, mình chưa có bán nên mình không có làm video hướng dẫn rút tiền và bán cho tất cả các bạn nha các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.